Xin chào các bạn đến với chuyên đề 5 phút cho món ngon ngày Tết. Đây là một chuyên đề đặc biệt Thái Hòa mở ra để hướng dẫn các bạn sử dụng một phương pháp nấu ăn hiện đại được phổ biến trên thế giới. Đó là phương pháp nấu ăn bằng bếp từ. Theo Thái Hòa, bếp từ rất tiện lợi. Ngoài việc nấu ra những món ăn ngon, an toàn và nhanh chóng, thì Thái Hòa tin rằng với phương pháp nấu ăn hiện đại này sẽ giúp các bạn nấu ra được những món ăn ngon và vừa tiết kiệm được thời gian trong những ngày Tết. Theo Thái Hòa vào bếp nhé. Món thứ hai của chuyên đề 5 phút cho món ngon ngày Tết, Thái Hòa sẽ giới thiệu tới các bạn một món ăn đầy dinh dưỡng và mới lạ, làm giàu thực đơn cho món ăn ngày Tết của mình ngoài những món truyền thống như là thịt kho trứng hoặc là bánh chưng. Đó là mì xào phi lê cá. Nguyên liệu cho món này sẽ có phi lê cá chẽm, mì gói, đậu Hòa Lan, ớt chuông đỏ và ớt chuông vàng và các gia vị nêm nếm khác. Sau đây Thái Hòa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bếp từ Bluestone để chế biến món mì phi lê cá. Trước hết là chúng ta sẽ chụng mì. Để chụng mì thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng boil water, là một chức năng nấu nước nóng rất là nhanh. Khi nước sôi lên, các bạn sẽ bỏ mì vào. Khi nước sôi lại thì chúng ta đổ mì ra liền, chứ không để lâu thì mì sẽ bị dai. Kế tiếp Thái Hòa sẽ sơ chế cá. Với món cá này thì chúng ta không nên ướp trước, mà chỉ ướp khi bắt đầu sơ chế cá. Cho nên Thái Hòa sẽ ướp với là một chút muối thôi. Thái Hòa đặt chảo lên bếp và chọn chế độ quick fry ở trong half fry. Đó là một chế độ chiên nhanh. Vì khi chiên cá thì chúng ta nên chiên nhanh để không có mất cái dinh dưỡng hoặc vitamin của cá. Các bạn cho một chút dầu vào. Khi dầu nóng các bạn cho cá vào. Xào nha. Cá chuyển thành màu trắng thì sẽ lấy ra để cho cá không bị khô. Sau đó chúng ta để lại bếp lên trên bếp từ và cho thêm một chút dầu lạc vào. Để chiên rau củ thì chúng ta sẽ chọn qua chế độ stir fry, đó là chiên bình thường. Khi dầu nấu chúng ta sẽ cho một chút đậu hành, các loại rau đã cắt trước. Thì đầu tiên Thái Hòa sẽ cho đậu Hòa Lan vào. Sau đó Thái Hòa sẽ cho ớt vàng và ớt đỏ vào. Bây giờ bắt đầu từ đây thì Thái Hòa mới bắt đầu nêm một chút. Đó là nêm với một chút nước tương và một chút nước. Chúng ta để đảo sơ qua. Và sau đó cho phần cá đã làm trước vào. Sau đó chúng ta có thể lấy ra và để lên trên phần mì. Một điểm Thái Hòa rất là thích của bếp từ Bluestone là khi nhấc chảo ra khỏi bếp, bếp tự động ngưng hoạt động. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng rất là tốt. Ngoài ra với thiết kế hiện đại, bề mặt rất là trang nhã và nhất là cái phần kiến này giúp các bạn rất là dễ lau chùi. Cái điều mà khi làm các món chiên thì đa số phụ nữ chúng ta rất là ngại. Sau đây chúng ta sẽ trình bày như sau. Phần mì đã nằm ở dưới thì phía trên sẽ là phần nhân là cá, rau. Các bạn lưu ý khi xào các rau củ thì các bạn chỉ vừa xào chín tới thôi. Có nghĩa là độ màu xanh của rau củ hoặc là màu sắc của rau củ vẫn còn. Thái Hòa sẽ trang trí thêm với vài cọng ngò và một chút tiêu lên trên. Như vậy trong vòng 5 phút chúng ta đã hoàn thành món ăn mì xào phi lê cá. Món ăn này rất có ý nghĩa đối với gia đình Thái Hòa. Vì theo quan niệm của người Trung Hoa thì cá tượng trưng cho sự sung túc, mì tượng trưng cho sự trường thọ. Cho nên mỗi khi Tết đến thì gia đình Thái Hòa sẽ dùng món này. Thái Hòa chúc các bạn nấu ăn thành công với bếp từ Bluestone nhé.